Hello, xin chào em nhá, mình là Huy Tun. Thì như tiêu đề hôm nay sẽ cùng là một cái lọc vi sinh siêu nhỏ nha anh em. Ở đây thì mình sẽ có một hộp kem pha lăng của siêu thị rất là dày nha các bạn. Tiếp theo là một cái bông lọc Thái Hòa. Ở đây chúng ta có một viên sinh lọc, mình mua một túi 20. Cái này thì mình đi xin nha các bạn, xin ở chỗ bán trà sữa. Ok, cái này mua 75 cành. Đợt trước chị mình cũng có mà thì ít vứt đầu ấy. Và đây là một cái ban vuông nha các bạn. Ok, tiếp tục thì chúng ta cùng gọi là bóc hộp cái này là súng bắn keo nến để cho nó nóng lên nhá. Thì mình sẽ cắm vào cái lưu điện trước đây mình sửa nhá. Cái này có cả tắt bật này, khá là xịn. Không, ở đâu rồi mình không dùng ba đầu này tôi cũng để ý lắm. Ok, thì ở đây trước kia thì mình phải đục lỗ. Bạn nào có máy hàn thì có thể gọi là dùng, chứ còn nhà mình không có máy hàn các bạn, mua thì cũng tốn công. Nhưng mà bù lại có khoan sẵn thì mình sẽ dùng khoan để đục nha các bạn. Anh em làm nhớ cẩn thận, cả bục cả tay vỡ mồm. Ok, nói chung là đục cái này cũng phải cẩn thận các bạn, cái này khá dày. Cái này đây là lần đầu mình đục mà nó không bị vỡ các bạn. Mình có thử làm thêm một cái nữa, đục thì nó lại vỡ mất, khó hiểu. Thế là mình sẽ đục lỗ để bỏ cái ống hút thì vào nha các bạn. Ống hút này nếu mà các bạn để quá ngắn thì nó không có lực hút nha. Nói chung là mình để khoảng vừa vừa, tí nữa thì mình sẽ cắt. Đục trước và cắt dùng kéo để quét nha các bạn. Đây, đục một phát nó vỡ kìa, các bạn thấy mình vỡ. Mình sẽ dựa cái viên đấy để cắt luôn. Ok, thì bỏ đủ lỗ thì chúng ta sẽ cùng gọi là mình căn để cắt nha các bạn. Mình cắt như này gọi là để cắt như này gọi là hơi ngắn, nhưng mà cho lên khoảng 1 phân nữa thì đẹp hơn nhá. Và thôi lỡ rồi thì thôi vậy. Ok, cùng dùng súng bắn keo này để đục cái lỗ luôn, để cắm cái van vuông góc vào he. Đây này, cái van này mình cắm thì gọi là hơi bị cao, đang phải cắm thấp hơn. Mà thôi kệ, dùng vẫn ngon. Tía mình sẽ làm clip test cho các bạn xem nhé. Ok, mình sẽ cùng lấy nến và tiến hành bắt đầu dán nha các bạn. Đây có công tắc rất là xịn. Ở đây thì cái van này này các bạn, nó có cả một rổ rất nhiều cái. Không hiểu sao tôi bốc trúng cái nó bị hơi bị vỡ các bạn. Ý là lúc vặn vào ấy là nó bị hơi bị hở ra. Nó bị hở hơi. Mà trong khi nhá, tôi lúc sau tôi ra lại để mua đồ tiếp mà tìm là không cái nào bị hết tủ, đen vãi cả trường. Nhưng mà không sao cả, thôi vẫn dùng được các bạn. Đằng nào lỡ làm clip rồi đổi mất công. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bỏ gọi là lau sạch đi để dùng vật liệu lọc nha các bạn. Mình thì nói chung là mình tích tiền mua nhan thạch các bạn. Thế mà mình mua một cái túi này, cái này gọi là gì nhỉ, sứ tròn. Chung là làm cái này xong rồi dư thì mình sẽ bỏ mỗi hồ một tí nhé, để tăng khả năng lọc nước. Tiếp theo thì mình sẽ gọi là căn để bỏ bông lọc nha các bạn. Trước mình có mua bông y tế mà thôi, tôi cũng cho chị luôn bông y tế 3.000. Cái này thì không biết bao nhiêu tiền nhưng mà cũng đi mua hết. Chúng tôi chả tận dụng được cái gì các bạn ạ. Cái gì tôi cũng phải mua ngoài đấy hết. Mạnh than tổ ong, tổ yết các thứ tìm không có các bạn, khó lắm. Ok anh em nhé, thì sau khi ấy xong thì nó như này cũng khá là đẹp. Nhưng mà khi thả nước ấy thì nó lại bị nhẹ các bạn. Thế là tôi phải gọi là kỳ bỏ thêm đá vào. Cái đá này thì nó ở trong cái ủ trước mình mua dòng La Hán ấy các bạn. Trong ủ đấy nó có đá sẵn thì mình tận dụng luôn. Cái dòng La Hán đấy thì tôi vứt rồi, do cái bể đấy nó bị nấm. Nhưng mà vẫn để lại được 2-3 cọng để gọi là làm giống để cho nó lên. Chứ vứt luôn thì phí quá các bạn.
Ok, thì thực ra thì làm như này thì tôi thấy có nhiều người cũng không dùng nhan thạch các bạn, họ cũng chỉ dùng sứ lọc. Thành ra làm như này thì vẫn ok nha các bạn nha. Kể cả cái đá này nó vẫn có tác dụng lọc mà. Cái bơm ở đây thì mình sẽ dùng bơm Subo mã SR2008 nha các bạn. Mua 45.000 khá là ok. Cái bơm này có thể sủi cho hai hồ nha anh em. Đây là những ngày tháng gọi là lũ lụt mất điện đây. Các bạn thấy đây đoạn này là nước còn thấp này. Nó còn chưa vào bậc 1. Đấy, về sau nước đe nước cũng lúc mà cao nhất các bạn. Nó vào đến đây vãi cả trường. Nhưng nó không vào đến đây, nhưng thực ra là rất là cao ấy. Nhà mình giống như kiểu trong phim Tiếu Ngạo Giang Hồ. Có cái động mà nhậm ngã hành bị nhốt đấy các bạn, phải là trường. Thấy các bạn thấy quang cảnh bên ngoài thấm chưa? Úi rồi. Ok thì bây giờ mình sẽ thử lọc ở cái hồ này nha các bạn. Cái hồ này nó sẽ không biết nó bị sao, nó bị hơi bị đục hơn những cái hồ khác. Các bạn nhìn này thì các bạn thấy là nó cũng hơi đục thật mà. Đây, nhìn thật là kỹ nhá. Đấy các bạn thấy hồ này nhìn nó bình thường không? Nhìn nó trong mà. Cái này là hai mắt lận. Đây các bạn thấy. Chị mình cũng bảo hồ này đúng mà. Anh em có thể thấy là mấy con cá con này rất là thích mấy cái sục này nha anh em. Ok, mình sẽ lấy cái sục này à, cái này là cái lọc vi sinh cho các bạn xem này. Đây nó có hút lọc các bạn, nó bật được kìa. Đây kể cả dưới này nó cũng có nè. Đấy, nói chung là cùi cùi nhỏ nhỏ nhưng mà mình làm mình cứ tưởng bị phô ấy. Nhưng mà nó vẫn ok chứ. Đây là sau khi dùng khoảng 24 giờ các bạn, nó trong hơn hẳn như này. Đấy, các bạn thấy, bắt đầu nhìn cẩn thận nhé. Nói chung là cái này nó hơi bị khó nhìn tí. Ngoài đời thì dễ nhận nhìn ra hơn. Đây các bạn thấy. Đó thì anh em xem video thấy hay thì nhớ đăng ký kênh của mình nhé. Tạm biệt mọi người, và hẹn gặp lại clip sau.